anh ấy là nhân vật nổi tiếng trên mạng. Để gia tăng lượng fan hâm mộ kiếm tiền, anh đã livestream chương trình trốn thoát khỏi mật thất. Anh ở trò chơi của anh cực mạo hiểm, chìa khóa mở cửa giấu trong bụng, nước trong thùng có thể nhấn chìm người. Đây thật sự chỉ là trò chơi hay sao? Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến du lịch. Ôn vào nghề đã được 10 năm, anh dựa vào các thể loại trò chơi kiếm tiền trên mạng để quay các video đặc sắc. Anh dẫn bạn bè đến Nga để lấy tư liệu, đắt bạn côn có người bạn trên mạng ở đó, nghe nói anh ta là tên phú nhị đại ngốc nghếch nhưng lắm tiền, hắn ra sức giới thiệu họ chơi trò trốn thoát khỏi mật thất và đảm bảo họ chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc và thích thú. Ôn cảm thấy thú vị, anh quay livestream quảng cáo trước. Vừa xuống sân bay, đắt bèn gặp rắc rối. Tên con nhà giàu Underjay vừa hay đến giải vây cho anh. Underjay đúng là có máu mặt, anh đi cùng tài xế riêng, bạn gái là cô người mẫu nóng bỏng. Có vẻ Underjay là người có thế lực. Sau khi về khách sạn cất hành lý, Underjay dẫn họ đến quán bar. Ôn đang chơi hay thì bạn gái anh, Ezin bị tên chọc đầu trêu ghẹo. Ôn tiến đến giải vây thì bị tên chọc đầu tóm lấy cổ. Underjay rút đao hăm dọa. Anh ngờ tên chọc đầu lại có súng. Bảo vệ quán bar chạy đến đúng lúc, mới hạ nhiệt cuộc xung đột. Tên chọc đầu cất lời đe dọa, Underjay đã gặp phải rắc rối. Ezin vì chuyện này mà cảm thấy lo sợ. Ôn thì chìm đắm vào mạng xã hội mà thường xuyên quên lãng sự có mặt của cô. Để chuộc lỗi với bạn gái, Ôn dẫn cô đi chơi riêng hai người. Họ không có đồng giúp, chỉ đành mượn tài xế một ít tiền. Họ đến quán ăn cơm, phát hiện bên trong kẹp một tờ giấy. Ôn không để ý, anh đem tờ giấy kẹp về chỗ cũ. Sau khi ăn uống no say, tài xế đưa họ về khách sạn. Ôn trả lại tiền cho ông ta, nhưng ông ta không nhận. Underjay đưa mấy người họ đến căn phòng mật thất. Ôn mở livestream. Mấy tên bịt mặt bước vào mật thất, dẫn họ nhập vai diễn. Ôn là người cứu rỗi. Anh được đưa đến một mật thất, trên bàn đặt một xác chết. Dưới đất là một đống quần áo và giày dép. Ôn lục đống quần áo, không tìm thấy manh mối nào. Trên xác chết có vẽ một chữ thập. Bên cạnh là các dụng cụ giải phẫu, chìa khóa chắc giấu ở bên trong. Ôn mổ bụng xác chết. Quả nhiên chìa khóa nằm ở trong đó. Sau khi thoát ra ngoài thành công, thời gian vẫn còn 49 phút, Đát và Thomas bị nhốt cùng nhau. Đát bị nhét vào một quan tài sắt. Trên tấm quan tài có đinh sắt, Thomas bị trói ở một cái cột, hai tay treo lên xích sắt. Bánh răng phía dưới chuyển động, uy hiếp tính mạng của họ. Bên cạnh có một phòng giam mở cửa sẵn, trên tường có đầy những cái lỗ và một bánh răng chuyển động. Cách giải mã có lẽ là đặt bánh răng vào đúng vị trí của nó. Côn đặt từng cái bánh răng lên tường. Tình hình phòng bên ngày càng tệ đi. Cái đinh ngày càng tiến gần hơn về phía Đát. Cánh tay của Thomas như muốn đứt lìa. Khi đinh sắp chọc vào mắt Đát, Côn đã lắp hình xong. Động cơ ngừng lại. Lúc này thời gian còn 30 phút. Ba người đến phòng của Anna. Cô bị trói vào ghế. Phía đối diện là một miệng giếng mê cung. Cách giải mã là di chuyển quân cờ ra khỏi mê cung. Côn di chuyển quân cờ và phát hiện khởi động dòng điện khiến Anna bị điện giật thảm thương. Đát cầm lấy quân cờ. Mà đầy áp lực, cuối cùng anh đã ra khỏi mê cung. Cửa mở ra, Ezin cũng đang đối mặt với nguy hiểm. Cô bị nhốt vào một thùng nước. Phía trên nước chảy vào liên tục. Bên ngoài thì cách song sắt nhà giam, phòng giam đối diện đặt hai cái bình. Một cái 3 lít, một cái 5 lít, trên tường viết 4 lít, cách giải mã là đổ đầy 4 lít nước vào hai cái bình. Thomas nhanh chóng thực hiện. Anh đã thành công đổ đầy 4 lít nước, mở cửa phòng giam đối diện, nước trong thùng đang dâng lên nhanh chóng, nhưng họ vẫn chưa thể giải được câu đố cuối cùng. Nhìn Ezin sắp bị nước nhấn chìm, Côn cầm bánh răng đập mạnh vào cái thùng. Nhưng cửa kính quá chắc chắn. Anh đành trèo lên phía trên thùng, đập hỏng ốc vít của thùng và cứu Ezin ra ngoài. Ezin đã uống rất nhiều nước, nhưng cuối cùng cũng đã bảo toàn tính mạng. Mấy người họ thoát khỏi mật thất, họ định tìm Underjay để tính sổ. Anh ngờ tên chọc đầu đang đợi ở bên ngoài. Cô người mẫu đang quỳ gối xin tha mạng. Nhưng bị tên chọc đầu nổ súng bắn chết, họ bị hắn ta bắt cóc, đưa đến một căn cứ bí mật. Tên cầm đầu là tên mặt đầy sẹo Igor, hắn nói mình được thuê để bắt cóc Côn và livestream tra tấn anh. Trước khi giải quyết Côn, thì phải thử các bạn của anh trước tiên. Côn bị đưa đến buồng giam bên cạnh. Theo dõi chương trình truyền hình thực tế, không lâu sau, màn hình bật sáng. Người đen đủi đầu tiên là Anna. Tên Igor đâm mù mắt Anna, rồi giết chết cô. Côn vô cùng sợ hãi. Anh ra sức đập vỡ dây xích sắt, túi quần vẫn còn mẩu giấy mà tài xế để lại, chắc là mật mã nào đó. Côn di rời tấm sắt và trốn ra ngoài bằng đường thông gió. Anh đi qua phòng tra tấn và nhìn thấy người đen đùi thứ hai là Đát. Igor cưa đứt cánh tay của Đát, rồi giết chết anh ta. Côn nhìn mà kinh hồn bạt vía. Anh ngờ Igor phát hiện ra Côn, hắn sai tên đàn em đuổi bắt anh. Côn vội vã trốn khỏi đường ống. Anh dùng thanh sắt đánh lạc hướng hắn và chạy đến cửa căn cứ, cánh cửa đặt mật mã. Côn nhớ đến mẩu giấy mà tài xế để lại. Anh điền số trên mẩu giấy, quả nhiên là mật mã chiếc cửa. Côn trốn khỏi căn cứ và nhìn thấy tài xế đang đợi ở đấy. Tài xế không có thời gian giải thích, ông ta đưa cho anh chìa khóa xe, bảo anh trốn khỏi nơi này. Nhưng Ezin vẫn ở bên trong, Côn không muốn bỏ đi một mình. Anh phải vào trong cứu người. Đi được một đoạn anh nhìn thấy buồng giam Thomas. Anh mở cửa và cứu Thomas ra ngoài, tránh khỏi tuần tra của lũ đeo mặt nạ
và trốn vào một buồng giam. Từ phía trên buồng giam trốn đến hành lang, tìm kiếm đường chạy trốn. Ai ngờ tên bịt mặt bỗng phát hiện ra họ, hắn cầm súng chạy nhanh về phía hai người. Thomas đẩy côn sang một bên, còn ta và tên bịt mặt cùng ngã xuống cửa thang máy. Côn nhặt khẩu súng dưới đất lên, tiếp tục tìm kiếm Ezin. Ai ngờ anh phát hiện Underjay và tên chọc đầu cùng một hội với nhau, tài xế cũng bị giết hại. Côn chạy đến phòng tra tấn. Ezin đang bị Igor uy hiếp, da đầu cô cũng bị bong một mảng. Livestream vẫn đang tiếp tục, bình luận chạy hàng dài trên màn hình. Côn đang định đầu hàng, Ezin bỗng đập mạnh đầu về phía Igor. Côn thừa cơ nổ súng, nhưng không trúng chỗ hiểm của hắn. Igor cầm súng tiến lên, bắn chết Ezin. Côn rơi vào tuyệt vọng. Anh bị mấy tên bịt mặt đưa sang phòng bên cạnh. Anh dùng thanh gỗ kẹt chặt cửa và lại tháo ra ngoài từ cửa sổ. Underjay đang cầm điện thoại đợi sẵn ở đó. Côn nổi khùng xông lên và đấm chết hắn. Đèn điện xung quanh bỗng bật sáng, một đám đông xuất hiện. Thì ra tất cả mọi thứ chỉ là chương trình livestream đã được bạn bè dàn dựng sẵn. Thi thể Underjay nằm trên đất, nhưng hiệu ứng livestream thì tuyệt vời đến lạ kỳ. Thời đại này, ai dám nói đây không phải là chương trình thực tế, đây là bộ phim Follow Me. Nó quả thực rất huyền ảo. Côn ngỡ mình là người dàn dựng, hóa ra anh lại là đối tượng bị dàn dựng. Khán giả nhìn thi thể và lai mạnh. Thời đại này không có chân tướng. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy thích hãy like và follow nhé. Tôi là Review Chất, hẹn gặp lại các bạn sau. Vợ ơi! Vợ! Anh bảo này, mẹ ở dưới quê gọi điện lên cho anh, bảo là vợ chồng mình về thăm mẹ. Lại về quê á? Lần trước nghỉ lễ mình đã về rồi mà. Khổ quá, thì bây giờ ấy, nhà mình có việc gì đâu, về quê chơi với mẹ cho vui. Chẳng có gì vui cả. Điều hòa thì không có, mạng mẽo cũng không, mà đi vệ sinh thì phải tít ở đằng sau vườn. Mỗi lần buồn chỉ sợ bị muỗi đốt thôi.